Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài viết quảng cáo. Kết quả cần đạt. Hiểu yêu cầu và cách viết quảng cáo cho một sản phẩm hoặc một dịch vụ. Viết được văn bản quảng cáo. Một la mã, vai trò và yêu cầu chung của văn bản quảng cáo. Một nhỏ, văn bản quảng cáo trong đời sống. Văn bản quảng cáo là văn bản thông tin về một sản phẩm hay dịch vụ nhằm thu hút và thuyết phục khách hàng tin vào chất lượng, lợi ích, sự tiện lợi của sản phẩm, dịch vụ mà ham thích mua hàng và sử dụng dịch vụ đó. Hãy đọc các quảng cáo sau đây và trả lời các câu hỏi. Bán máy vi tính. Máy mới 100%. Đúng hãng Intel, IBM. Lãi suất thấp. Thủ tục đơn giản. Tiền trả trước thấp. Liên hệ công ty X. Số nhà, phố, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại, phòng khám đa khoa HD. Khám chữa bệnh theo yêu cầu, do tập thể giáo sư, bác sĩ giỏi của các bệnh viện trung ương đảm nhận. Với trang thiết bị khám chữa bệnh đồng bộ, hiện đại, chính xác, nhanh chóng, giá cả hợp lý. Số 5, đường thành phố Hà Nội. Điện thoại di động. A nhỏ, các văn bản trên quảng cáo về điều gì? B nhỏ, anh chị thường gặp các loại văn bản đó ở đâu? C nhỏ, hãy kể thêm một vài văn bản cùng loại. Hai nhỏ, yêu cầu chung của văn bản quảng cáo. A nhỏ, trao đổi theo nhóm các nội dung sau. Để tạo sự hấp dẫn, các văn bản trên được trình bày như thế nào? Hãy nhận xét cách sử dụng từ ngữ, viết câu trong các văn bản trên. B nhỏ, theo anh, chị, các quảng cáo sau đây có mặt nào chưa đạt yêu cầu? Thứ nhất, cô ấy trẻ, cô ấy đẹp, cô ấy là sinh viên. Cô ấy thích thể thao, cô ấy thích mua sắm, cô ấy thích gặp gỡ bạn bè. Cũng như các bạn, cô ấy uống nước giải khát X, quảng cáo một loại nước giải khát. Thứ hai, mình vừa chụp ảnh Hương đấy. Ai? Hương hả? Cậu có biết biệt danh của cô ấy là gì không? Hắc cô nương đây. Hương xuất hiện. Đừng gọi cô ấy là Hắc cô nương nữa nghe. Bạch cô nương đây. Quảng cáo cho một loại kem làm trắng da. Gợi ý. Quảng cáo thứ nhất đã đi vào trọng tâm chưa? Có đảm bảo tính thông tin không? Quảng cáo thứ hai có quá lời không? Đã thực sự thuyết phục chưa? Từ kết quả thảo luận, anh chị hãy nêu một số yêu cầu của văn bản quảng cáo về các mặt: nội dung thông tin, tính hấp dẫn, tính thuyết phục. Hai la mã, cách viết văn bản quảng cáo. Đề bài: viết quảng cáo cho sản phẩm rau sạch. Hãy thực hiện một số việc sau. Một nhỏ, xác định nội dung cơ bản cho lời quảng cáo. Rau sạch có những ưu điểm gì so với rau bình thường về các mặt: chăm bón, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chất lượng, giá cả. Hai nhỏ, chọn hình thức quảng cáo. Chọn phương pháp trình bày. Có thể lựa chọn một trong các cách sau. Dùng cách quy nạp. Lần lượt kể những ưu việt của rau sạch, rồi cuối cùng khẳng định giá trị của nó. Dùng cách so sánh. So sánh tính ưu việt của rau sạch so với các loại rau khác.
chọn từ ngữ khẳng định tuyệt đối và các kiểu câu để khẳng định tính ưu việt của rau sạch và lôi cuốn người đọc. Kết hợp với tranh ảnh, hình thức trình bày. Ghi nhớ, văn bản quảng cáo là loại văn bản thông tin thuyết phục khách hàng về chất lượng, lợi ích, sự tiện lợi, vân vân của sản phẩm, dịch vụ, do đó thích mua hàng và sử dụng dịch vụ đó. Văn bản quảng cáo cần ngắn gọn, xúc tích, hấp dẫn, tạo ấn tượng, trung thực, tôn trọng pháp luật và thuần phong mỹ tục. Để viết văn bản quảng cáo, cần chọn được nội dung độc đáo, gây ấn tượng, thể hiện tính ưu việt của sản phẩm, dịch vụ, rồi trình bày theo kiểu quy nạp hoặc so sánh, và sử dụng những từ ngữ khẳng định tuyệt đối. Ba la mã, luyện tập. Một nhỏ, sau đây là một số quảng cáo. A nhỏ, quảng cáo một loại xe ô tô. Sang trọng, tinh tế, mạnh mẽ, quyến rũ. Đó chính là xe FE. Không chỉ là một chiếc xe, FE còn sống cùng bạn vượt qua mọi khó khăn. FE, mạnh mẽ, đầy quyến rũ. B nhỏ, quảng cáo một loại sữa tắm mới. Bước vào thế giới đặc biệt của hờ mới, một thế giới thơm ngát hương hoa, với những khoảnh khắc bay bổng của riêng mình. Một làn da mịn màng, quyến rũ. Hờ mới, bí quyết làm đẹp của tôi và cũng là của bạn. C nhỏ, quảng cáo một loại máy ảnh tự động M. Bạn chỉ cần ấn nút, mọi việc còn lại M sẽ làm nốt. Hãy phân tích tính xúc tích, hấp dẫn và tác dụng kích thích tâm lý người mua của các quảng cáo trên. Hai nhỏ, chọn một trong các đề tài sau đây, rồi từng nhóm cùng nhau bàn bạc và viết quảng cáo. Các nhóm trình bày trước lớp để chọn một quảng cáo ấn tượng nhất. Thứ nhất, quảng cáo cho việc đi xe buýt. Thứ hai, quảng cáo cho một trận đá bóng hoặc đêm liên hoan văn nghệ. Thứ ba, quảng cáo cho một danh lam thắng cảnh, một món ăn đặc sản của địa phương. Thứ tư, quảng cáo cho một sáng kiến, một tờ báo tường của lớp. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.